Sau khi các bạn đăng nhập thành công xong thì các bạn sẽ vào cái trang chủ của Smart, hệ thống quản lý nhà trường. Và để nhập xếp loại học sinh, quý thầy cô sẽ vào phần quản lý học sinh. Chúng ta xuống phần quản lý học tập và chúng ta chọn sổ điểm môn nhận xét. Thì nó sẽ tới một cái trang hệ thống như sau. Thí dụ tôi dạy lớp 10A1 chẳng hạn. Thì tôi nhấn 10A1. Sau khi nhấn 10A1 này thì chúng ta dữ liệu nó sẽ tải đến cho chúng ta. Thì ở phần học kỳ này, chúng ta đang ở học kỳ 1 nên nó mặc định nó điểm vào học kỳ 1. Và trong môn học này chưa chọn cho nên chúng ta phải chọn list vào. Chọn môn thể dục. Thì dữ liệu nó sẽ được tải vào. Và dưới đây chúng ta thấy cái danh sách lớp 10A1 nó có sẵn cái mã số và cái điểm đã có sẵn. Hiện nay tôi đã nhập sẵn cho quý anh chị là hai cái cột điểm và nó khi nhập thì nó ra cái đánh giá xếp loại. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục nhập các con điểm tiếp tục từ số 6 đến số 10. Tôi click vào. Và các anh chị muốn nhập điểm thì chúng ta phải điểm chọn phần nhập điểm này thì nó mới hiện cái menu là chưa đạt hay đạt cho chúng ta nhập vào. Chúng ta nhập vào đó. Thì các anh chị sẽ thể hiện một cái menu đạt hay chưa đạt ở trong đây. Tôi ví dụ như Phan Đình Duy thì theo điểm của tôi là một cột 4, một cặp cột 7, cho nên cột 4 này là chưa đạt. Tôi click vào, tôi chọn chữ chưa đạt. Và cột 7 tôi click vào, tôi chọn chữ đạt. Và em Văn Nguyễn Tiến Dũng thì có hai cột đều đạt hết, cho nên tôi click vào cái mũi tên này, nó sổ menu xuống và tôi chọn đạt. Tôi click vào cột điểm thứ hai, tôi chọn đạt. Và em Trần Thị Mỹ Hạnh, Trần Thị Mỹ Hạnh thì hai cột đều đạt hết, cho click vào cái menu này, chúng tôi chọn đạt. Và chúng tôi chọn đạt. Em Nguyễn Thị Kim Hằng thì em Vũ Thị Minh Hằng thì hai cột đều đạt hết. Nguyễn Thị Kim Hằng hai cột đều đạt hết. Tôi ghi đạt. Vũ Thị Minh Hằng hai cột cũng đều đạt. Và em Võ Trung Hậu thì một cột đạt, một cột không, cho nên tôi click menu này xuống, tôi chọn chưa đạt. Click menu này xuống, tôi chọn đạt. Thì khi chúng ta nhập thì mặc định nó sẽ tự động nó lưu vào bộ nhớ đệm. Và chúng ta sau khi chúng ta thoát ra thì nó sẽ, chúng ta nhấn cái mũi tên này thoát ra thì nó điểm nó mặc định nó được cập nhật. Rồi chúng ta kiểm tra lại bằng cách quản lý học sinh, chúng ta quản lý học tập và chúng ta sổ điểm môn nhận xét. Thì dữ liệu nó sẽ tải lại cho chúng ta. Thì tôi chọn lớp 10A1 lại, tôi kiểm tra việc nhập điểm của mình có đạt hay không. Sổ điểm môn thể dục. Tôi chỉ coi sổ điểm, tôi không coi nhập, coi việc quá trình mình nhập có cái dữ liệu nó vào hay không. Thì hiện nay dữ liệu chưa vào. Bây giờ để vào được thì chúng ta tiếp tục làm lại thứ hai. Chúng ta sẽ bấm nhập điểm đây. Để dữ liệu tải vào. Thì menu nó sẽ hiện ra như sau. Chúng ta thấy menu nó hiện ra. Do quá trình hồi nãy chúng ta không nhấn nút lưu cho nên dữ liệu nó không lưu vào. Bây giờ tôi cho các ví dụ như sau. Bây giờ tôi đã nhập tới Thu Dung. Thì em Thu Dung này hai cột đều đạt. Và tôi nhập em Phan Đình Duy, một cột đạt, một cột không. Cột thứ nhất chưa đạt, 4 điểm, tôi nhập là CD. Cột thứ hai 7 điểm, tôi nhập là D. Em Văn Nguyễn Tiến Dũng hai cột đều đạt, cho nên tôi bấm cái mũi tên xuống, tôi chọn chữ đạt. Tôi bấm mũi tên xuống, tôi chọn chữ đạt. Tương tự em Trần Thị Mỹ Hạnh cũng hai cột đều đạt, tôi bấm chữ đạt. Tôi bấm chữ đạt. Em Nguyễn Thị Kim Hằng hai cột đều đạt, tôi bấm chữ đạt. Bấm chữ đạt. Em Vũ Thị Minh Hằng hai cột đều đạt, tôi bấm chữ đạt. Bấm chữ đạt. Em Võ Trung Hậu thì một cột chưa đạt và một cột đạt, cột 4 điểm,
chưa đạt và một cột 5 điểm đạt. Tôi ghi vỏ trung hậu cột chưa đạt và cột 5 điểm đạt. Sau khi dữ liệu được nhập xong thì các anh chị dùng con chuột trượt xuống phía cuối. Trượt xuống phía cuối chương trình, chúng ta nhấn nút lưu để lưu dữ liệu lại. Thì dữ liệu sẽ được lưu. Và khi ra bên ngoài hệ thống thì chúng ta thấy các cái điểm này nó được lưu lại trong đây. Đó, vỏ trung hậu được lưu lại. Từ em Võ Tuấn Anh đến trung hậu là mới chúng ta mới nhập. Thì tới em trung hậu là được lưu lại. Quý thầy cô thấy hồi nãy chúng ta có 5 em thì số lượng này nó được lưu lại là lên tới 10 em tới võ trung hậu mà chúng ta vừa nhập, thì điểm này nó đã được lưu lại. Đó là cách thức chúng ta nhập điểm đối với xếp loại với đối một bộ môn thể dục. Nhập xếp loại đối với một môn thể dục thì chúng ta kiểm tra, chúng ta thấy ha. À, chúng ta thấy là nó cái kết quả như vậy. Và cứ theo quy trình đơn thì quý thầy cô cứ chọn lớp trước, sau đó chúng ta chọn bộ môn, và cuối cùng là chúng ta chọn nhập điểm. Sau khi chọn nhập điểm xong, dữ liệu sẽ được tải vào và chúng ta nhập đạt hay chưa đạt. Sau khi nhập xong thì chúng ta nhớ một điều là chúng ta sẽ kéo xuống cuối trang và chúng ta nhấn nút lưu. Như vậy dữ liệu sẽ được lưu vào đối với đánh giá xếp loại bộ môn thể dục.